ngân hàng đồ ăn miễn phí cho người nghèo ở Mỹ. Tổng số người nghèo toàn nước Mỹ đã giảm qua các năm nhưng lại có xu hướng gia tăng ở các vùng kinh tế khó khăn, đặc biệt là khu vực nông thôn. Ngân hàng thực phẩm, nơi cung cấp đồ ăn miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn, cũng vì thế mà ngày càng khó khăn. Trong khi nguồn thực phẩm của ngân hàng giảm dần thì lượng người tìm đến vẫn rất đông. Vì thế mà các ngân hàng thực phẩm như Feeding America, Southwest, Vinija vẫn phải tìm cách xử lý tận gốc nguyên nhân dẫn đến đói kém như nghèo đói, thất nghiệp, bệnh tật để giảm tải lượng người xếp hàng chờ nhận đồ ăn miễn phí. Hiện nay, ngân hàng thực phẩm Southwest Virginia cung cấp khoảng 15 triệu bữa ăn mỗi năm cho những vùng nghèo nhất của bang Virginia. Tỷ lệ người nghèo ở đây là 29%, cao gấp 2 lần tỷ lệ trung bình của nước Mỹ. Theo Feeding America, mạng lưới food bank trên toàn nước Mỹ, ngày càng có nhiều cư dân của bang không lo đủ bữa ăn cho bản thân. Mỗi tháng một lần, các tình nguyện viên của chương trình Food Bank lại tập kết ở công viên Hurley, Virginia để phát đồ ăn miễn phí cho người nghèo. Hàng trăm người xếp hàng, người già chiếm đa số, mang theo túi ni lông để đựng thực phẩm mang về. Chương trình Food Bank này do cư dân trong vùng tự đóng góp thực phẩm, bao gồm đồ hộp, các loại đồ nướng và thực phẩm tươi. Các tình nguyện viên hiểu rằng những người hàng xóm xung quanh họ đang gặp khó khăn. Chị Bernice Woodfox, một người đến nhận hỗ trợ cho biết, đồ ăn miễn phí đã là một chiếc phao cứu sinh của gia đình chị. Con trai 21 tuổi của chị vừa cấy ghép tim, không thể kiếm việc làm, trong khi phải nuôi con nhỏ 2 tuổi. Chị Kathy Rose, sau khi nhận đồ ăn từ một food bank ở Clinwood, Virginia, cho biết chị sống nhờ vào đồ ăn miễn phí bởi hỗ trợ của chính phủ cho người khuyết tật như chị, không đủ để trang trải cuộc sống. Những người xếp hàng đến nhận đồ ăn miễn phí chủ yếu là người thất nghiệp, ốm yếu hay chưa đủ điều kiện để nhận hỗ trợ từ chương trình Social Security, một chương trình an sinh xã hội của Mỹ. Pamela Evin, chủ tịch Food Bank ở Virginia cho biết, ngân hàng đang thiếu nguồn cung trầm trọng, thức ăn phân phát hết ngay khi vừa chuyển đến. Nguồn chính của Food Bank là hàng tồn kho hoặc hàng lỗi từ các nhà máy. Tuy nhiên ngày nay các nhà máy kiểm soát tồn kho rất tốt, hàng lỗi cũng ít hơn trước. Hơn nữa, nhà tài trợ chính của Food Bank là các công ty khai thác than giờ phần lớn đã ngưng hoạt động. Theo Feeding America, đóng góp từ cá nhân cũng tăng trưởng chậm hơn so với các năm trước. Đóng góp từ các cửa hàng thực phẩm trong vùng cũng sụt giảm. Bà Pamela, chủ tịch Food Bank ở Virginia cho biết, tổ chức của bà đang cố gắng làm việc với các nhà cung cấp sản phẩm chăm sóc sức khỏe trong vùng để mang về thực phẩm tốt cho sức khỏe, thực phẩm dành cho người béo phì của cửa hàng Food Bank. Đại diện của một tập đoàn chăm sóc sức khỏe cũng đến công ty Hurley vào ngày phát đồ miễn phí để chỉ dẫn cho những ai cần đăng ký bảo hiểm y tế. Bởi họ tin rằng những người khỏe mạnh thì chi tiêu cho chăm sóc y tế ít hơn, họ có việc làm và sẽ không cần nhờ tới sự hỗ trợ của Food Bank nữa. Hiện tại, hơn một nửa những người đang nhận hỗ trợ từ Feeding America bị cao huyết áp, 1/3 bị béo phì. Food Bank ở Virginia cũng đang lên kế hoạch kết hợp với chính quyền địa phương tổ chức các bếp ăn tập thể. Những người thất nghiệp sẽ được đào tạo để làm việc ở bếp ăn này. Sản phẩm làm ra sẽ được xe tải của Feeding America phân phát cho trẻ em nghèo trong khu vực. Bà Pamela cũng kỳ vọng sẽ tổ chức một hội chợ nông dân để dạy trẻ em về ăn uống đủ chất và lành mạnh. Kế hoạch của bà Pamela cần 850.000 đô la để đầu tư cho việc mua sắm trang thiết bị và cải tạo tòa nhà. Thành phố quyết định đầu tư 500.000 đô la, phần còn lại do các nhà tài trợ đóng góp. Họ hy vọng rằng dự án sẽ đem lại việc làm và cải thiện cuộc sống cho những cư dân trong vùng. We'll be right back.